Hello, chào cả nhà YouTube ha. Ở đây mọi người thấy là hôm nay trời nó nắng đổ lửa luôn không? Nhiệt độ bên ngoài là giờ 92 độ F, là không biết là bao nhiêu nhiệt độ Việt Nam nữa. Cũng là 30 mấy độ á, có chỗ 100 mấy luôn. Nó rất là nóng ha. Thì mình đang trên đường để đi gặp nha sĩ ha. Và hình như là 3 tuần, 2 tuần là mình sẽ gặp nha sĩ một lần. Thì có một bạn hỏi là chị ơi, chị chia sẻ về cái chuyện mà chị kiềng răng nó làm sao, nó có đau không? Em rất là sợ. Thì để mà có một hàng răng xấu á, thì không ai muốn hết trơn nha mọi người. Không ai muốn điều đó xảy ra. Nhưng mà mình hay bị những cái xấu của mình á, thì bị những người khác xỉa xói và họ soi mói mình chuyện là cái răng mình xấu, hay là cái mặt mình là mập, hay người mình mập gì đó. Họ chê mình rất là nhiều. Rồi nên là mình cố gắng khắc phục những cái xấu của mình. Có nhiều khi có điều kiện thì không nói gì, không có điều kiện thì cũng hơi khó. Thì nếu mà bạn này, mình xin khuyên là nếu mà bạn có điều kiện thì nên làm đi em. Làm càng sớm càng tốt. Thì khi mình còn nhỏ thì cái răng mình nó chưa có cứng lắm, chân răng nó có thể là di chuyển được, nó cũng khá là dễ hơn. Rồi khi mà mình để nó lâu quá rồi á, thì càng tuổi lâu thì làm nó càng lâu hơn, nhiều năm hơn. Thì có nhiều người 50 mấy tuổi, 40 mấy 50 tuổi người ta vẫn còn làm mà. Và đâu phải ai cũng có điều kiện làm đâu mọi người. Nhiều người Mỹ á, mình đa phần mình thấy là răng họ đẹp, nhưng mà có nhiều người hàm răng họ cũng đâu có đẹp hết đâu mọi người. Nên là em có điều kiện thì em cứ đi làm đi. Còn hỏi là chuyện kiềng răng á, có đau không? Thì đau là chắc rồi đó, chắc chắn đau luôn. Tại vì á, kiềng răng á, trước tiên kiềng răng á, thì họ sẽ khám răng của mình hết trơn. Cơ răng mình có bị là sâu xia gì không, bị chém gì không, họ làm cho mình hết. Rồi sau đó họ quyết định là họ sẽ mổ răng mình, nhổ răng mình bao nhiêu cây. Thì Sơn á, là nhổ 4 cái răng trong cùng ha. Sau 4 cái răng trong cùng, nhổ hết một lượt 4 cây luôn mọi người. Cái đó rất là cực đau chứ không phải không đau nha. 4 cây một lượt luôn. Rồi nó lành một lượt, rồi bắt đầu là mình mới vô làm, nó gắn cái niềng vô. Rồi sau đó mình mới, nó kéo dây lại, nó kéo. Là những ngày đó thì răng nó rất là ê nha mọi người. Nó rất là khó chịu luôn nữa. Trời ơi, để mà kiềng những cái đó vô á, thì họ để cái miếng gì mà giữa cái răng mình á, để cho cái lỗ răng mình nó bự ra. Rồi để họ để cái cháp đó vô á. Nên rất là khó chịu, chứ không phải dễ chịu nha. Rất là khó chịu. Nhưng mà chịu biết là mình quen. Thì những cái lúc ban đầu á, là cái răng nó, mấy cái nó chen vô kẻ giữa của hai răng mình, để nó làm cái trụ á, để là gịch. Có bốn cái trụ. 4 cái trụ đó là bằng inox, là nó để dành nó gịch răng mình đó. Thì để mà tạo ra cái trụ đó thì mình phải làm nhét một cái miếng gì ở giữa răng mình đó, để cho nó bự ra. Rồi sau đó mình bỏ cái trụ vô, lắp cái trụ vô. Là một là bị bỏ vô giữa kẽ răng vậy đó. Mình rất là khó chịu, ăn cũng đâu có dễ đâu mọi người. Thấy vậy thấy bình thường á, chứ bỏ vô kiềng răng là thấy quải lắm. Nhưng mà chấp nhận, muốn làm đẹp là phải chịu khó. Cho dù ha, mình làm mũi, làm mắt, hay là nâng ngực, nâng mông gì đó, thì cũng rất là đau đớn. Nhưng mà mình biết mình đau đớn để được cái gì, thì chấp nhận thôi. Và những cảnh đau đó là khi mà mình bỏ cái đó kiềng vô, bỏ cái cháp xuống, rồi cái sáp xong rồi á, người ta sẽ lấy keo á, người ta dán vô những cái bắt cài á mọi người. Đó, cái bắt cài cái dán vô răng, rồi kéo cái sợi dây, nói cái từ đó cũng không biết là nói cho nó đúng tiếng, đúng của tiếng trong nghề nó lại gì. Nó sẽ đặt những cái sợi dây trên những cái mắc cài đó. Mỗi mắc cài đó là nó sẽ có cái khung á, để bỏ cái sợi dây vô. Vậy sợi dây căng như vậy mọi người, bắt đầu nó gị. Nó muốn gị theo hướng nào thì gị, là nó kéo từ cái miếng trụ đó đó, để nó gị lên hàm răng mình theo cái hướng mình muốn. Tại vì răng mình có thể di chuyển mà mọi người, nên nó cũng ấy. Răng mình có thể di chuyển nên là nó chỉnh sửa theo kiểu đó đó. Bắt đầu nó gị. Nó gị qua, nó gị lại, nó gị tới, gị lui, gị tái, gị lụi, ôi, gị hoài luôn. Để chừng nào cảm thấy là nó đều hết rồi mới được. Thì mỗi cái nó có vấn đề này, vấn đề kia đồ, tùm lum hết trơn. Tùy theo trường hợp của mình. Đó, nên là khi mà mình niềng răng, mình cũng phải chuẩn bị tư thế. Bây giờ Việt Nam mình cũng niềng răng rất là nhiều luôn. tại vì đâu phải ai sinh ra là hàm răng cũng đẹp lía liền đâu, không, nó cũng phải là chăm sóc từ nhỏ, nó phải chăm sóc từ nhỏ mọi người. Bây giờ mình đang lên đường Quy Phi đến cái chỗ nha sĩ nha, mình cũng chia sẻ một chút xíu cho các bạn nào đang hỏi đó. Thì nó phải đau rồi, nó cũng có cảm giác khó chịu rồi, rồi mình cũng phải vệ sinh răng nữa. Mình ăn xong á là mình phải đi đánh răng nhiều nè, đánh răng hơn cái lúc bình thường nữa. Bình thường mình sáng đánh, tối tiêu đánh, rồi bây giờ mình ăn xong mình vô đánh răng, ăn trưa, ăn sáng, ăn chiều, ăn tối, thì miễn sao ăn xong là phải đi đánh răng. Tại vì nhiều khi những cái món mình ăn giống như nó thích ăn những cái món giống như là rau rác rồi á, có màu xanh rồi á, ăn vô rồi nó sẽ bám lên đó liền, cái mắc cài nữa. Bình thường cái răng mình đánh còn muốn không sạch, bây giờ có cái mắc cài nữa nên là nó rất là khó luôn, nên nó rất là khó chịu. Nhưng mà mình phải vệ sinh răng mình thường xuyên, rồi sau đó mình phải mua những những bàn chải, những cái sợi chỉ nha khoa mọi người, là mình phải liên giữa những cái sợi chỉ đó, rồi liên bên trong, liên bên ngoài. Thì khi mà mình lại nha sĩ thì họ sẽ chỉ cho mình những cái đó, ai cũng chỉ hết trơn á, để mình vệ sinh răng tốt. Tại vì nếu mà mình không vệ sinh răng tốt á, nó sẽ bám vô răng mình, nó sẽ bám á, tại vì nó sẽ thành mảng bám, mà sau này mình làm răng xong mà nó còn trị bên cái bệnh ố vàng rồi tùm lum hết trơn á. Nên là phải kỹ, càng kỹ càng tốt. Thì có nhiều người thì hàm răng sinh ra đã là trắng sáng ló rồi, chói sáng luôn, chói chang rồi, đâu có phải người nào cũng là được răng đẹp hết đâu. Nên là mình có điều kiện cứ chỉnh sửa khi có thể, cũng không quá gì khó. Riết rồi mình cũng quen, riết rồi mình cũng được, ngày qua ngày, tháng về Sơn đã làm 1 năm mấy rồi, nên là Sơn cũng bây giờ cũng quen rồi, mà cũng không biết chừng nào nó xong nữa. Thì nó cậy qua, nó cậy lại, nó kéo qua, nó kéo lại. Bây giờ mình đã vô cuộc rồi, mình nói chừng nào xong thôi. Cũng khoảng 5 đến 10 phút là mình đi đến cái chỗ ngoài Niềng Răng nha mọi người. Trời nó rất là nắng đến nỗi mà cái điện thoại mình nó bị nóng, mà nó nóng mà nó không có chạm được luôn á. Thì để hôm nay nha sĩ Lê Tra thay cho mình cái dây căng nữa mọi người, dây căng. Rồi xong ra mình sẽ chia sẻ tiếp với mọi người về cái chuyện mà Niềng Răng đó nha. Hello mọi người ha. Bây giờ mình ở nha sĩ, mình đi ra đây. Họ chỉ thay cái dây kéo căng của mình thôi, và họ kéo mình, họ kéo cho cái răng nó về theo cái hướng này. Tại vì lúc trước mình có bị một cái răng mình bị mất rồi, nhổ luôn á, nó bị sâu quá, thì người ta sẽ kéo về hướng này cho mình nè, từ bên đây kéo qua cái thành lỗ hở về, thế xong họ sẽ kéo nữa, họ kéo chắc có chẳng 2 năm nữa mới xong, cũng không biết nữa. Nhưng mà mình muốn chia sẻ là mọi người muốn kiền răng thì cứ đi kiền răng đi, nó có đau một chút xíu nhưng mà nó cũng xong, nghĩa là kéo có ngại. Nhưng mà bây giờ cảm giác mình cũng nó rất là ê ít thôi, ê nhẹ thôi, tại vì nó cũng quen cả 5 mấy rồi. Nhưng mà mới thì nó rất là khó chịu, và cũng không có, chỉ cảm giác khó chịu thôi, nhưng mà mình làm thì mình phải chấp nhận thôi. Hôm nay nhiệt độ ngoài trời rất là nóng nha, và cái tiểu bang mà giống như nói chị An nói Arizona, có thể là mình có thể là chiên trứng được luôn mọi người, xe đậu rất là nóng luôn. Và bây giờ mình nói cái vụ mà đi nha sĩ mỗi lần là tốn 15 đồng á, thì nhiều người nói quá, nhiều người không đồng ý quá, có mấy anh chị nói là cái đó không có trả tiền á mọi người, nên bây giờ nó hôm nay nó không lấy tiền mình mọi người, nên là cũng ok, mình tiết kiệm được đồng nào đỡ đồng đấy, chứ tự nhiên mình đã phải tốn mấy ngàn đô á, tiền của mình là tốn hết khoảng 7.000 đô á mọi người. Cái phần tiền đó mà vậy đã cái thời buổi thất nghiệp rồi tùm lum hết trơn, mà còn tốn thêm tiền nữa. Có nhiều khi đi vô nó rất là nhanh, họ chỉ thay rồi cho bác sĩ coi lại thôi, rồi xong mà má nóng quá chết tre, nóng cực kỳ nóng luôn nha mọi người. Xài giấy 500 nữa nên mấy chị chửi, mấy chị nói á, đừng có xài giấy 500 nữa mà xài giấy 1000 hay là 100 đô á mọi người. Nhiều khi mình quen cái tật của mình rồi, nên là hôm nay mình đi nha sĩ, và 3 tuần sau mình sẽ lại đi tiếp nha mọi người, sẽ kéo. Đã có người nói là tại sao chỉ có kiềng phần trên, không phải, tại vì cái phần trên của mình nó là nó nhiều hơn, nó nó nặng hơn á. Hồi trước thì cái răng này nó nằm tuốt ở trên đây nè, mình ơi lên là nó cộm cái phần này nha, nhưng rồi nó gị cái này xuống, nó gị này xuống, rồi nó gị bên đây qua, nó gị này qua, gị này qua, gị ngay lại, gị tùm lum hết trơn. Rồi bắt đầu là nó sẽ làm hàm dưới, nó đeo mắt cà cho hàm dưới. Hàm dưới thì nó sẽ dễ hơn nhiều so với hàm trên, nhưng mà nó tốn thời gian, nó không có nhanh được nha mọi người. Chịu làm đẹp thì mọi người tranh thủ đi, làm được giờ nào tranh thủ làm đi mọi người. Tại vì một năm mà mình chờ đợi ra nữa, 1 năm 2 năm nó rất là nhanh, nhưng mà khi mình vô làm cái này á, thì mình trông cho nó lẹ nên rất là lâu. Còn mình để thời gian nó ra qua là nó qua đi rất là nhanh luôn, nên là mọi người cứ tranh thủ làm ha. Bây giờ thì mình đi về đây, và cảm ơn mọi người coi video của mình ha. Hẹn gặp lại trong video tới, thì mình chia sẻ cách kiêng răng. Mọi người còn muốn hỏi thêm gì nữa không? Thì những cái loại kem mà mình đặc biệt như là mình xài kem đánh răng á, là có kem đánh răng cho về cái răng của mình nó hơi bị vàng ố nữa ha, mình chọn loại tốt nhất. Rồi mình mua cái những mà cái cây mà nó water bead á, mọi người kêu là water bead, không biết tiếng Việt nó là gì, nó phun nước á, nó đẩy mạnh những cái mảng bám răng của mình ha. Rồi xong rồi cái gì nữa ta, rồi mình mua bằng chải, bằng pin đó mọi người, mình có quay á, bằng pin nó chạy mạnh lên để cảm giác á, nó sẽ lấy cái thức ăn ra nhiều hơn. Nên là đó là những cái mình xài, thì nếu mà mọi người thích thì mình sẽ chia sẻ tiếp về cái phần này. Thì đi kiêng răng bây giờ cũng nhiều người kiêng đó mọi người. Mọi người đừng có lo lắng cái gì hết trơn á, cứ tranh thủ đi làm khi có thể. Bây giờ Việt Nam mình nghĩ chắc cũng là trả góp, trả gì tùm lum hết trơn rồi, nên tranh thủ đi làm đi. Cái hàm răng rất là quan trọng, nó ba xí ba tú giết à. Nhưng giờ mình phải làm cho xong. Cảm ơn mọi người coi video của mình ha. Hẹn gặp lại video tới, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc mọi người luôn may mắn và vui vẻ ha. Bye bye.